Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh youtube Trịnh Văn Mobile nha Bên mình là chuyên mua bán giao lưu trao đổi điện thoại nha mọi người Địa chỉ của bên mình là số 6 xe 9 đường số 44 phường 14 Gò Vấp nha Anh em nào ở thành phố Hồ Chí Minh có thể qua bên mình xe máy trực tiếp Còn anh em ở tỉnh thì vui lòng cọc cho bên mình trước phí ship nha Bên mình sẽ ship hàng anh em được test máy kiểm tra máy ok rồi anh em mới nhận hàng nha Chính sách bán hàng của bên mình là sẽ bảo hành cho mọi người là 3 tháng lỗi một đổi một nha Nếu máy có trục trặc do nhà sản xuất nha mọi người còn anh em anh em nào mà muốn mua hàng bên mình thì vui lòng gọi điện thoại trực tiếp hoặc có thể nhắn tin bên Zalo và bên trang fanpage nha. Fanpage của bên mình là Trịnh Văn Mobile, số điện thoại của bên mình là 0839 444 400 Số thứ hai là 06 con số 8748 nha. Hai số này mình đều xài Zalo hết nha mọi người. Anh em có thể nhắn tin bên Zalo nha. Mình có để số điện thoại và mình địa chỉ thì mình có để dưới phần mô tả nha. Có nhiều anh em vô comment hỏi số điện thoại hoài nha. Đây số điện thoại lúc nào đầu video mình cũng có nha mọi người. Mình chỉ xài hai số này thôi. Anh em vui lòng muốn mua hàng thì gọi trực tiếp đến hai số này hoặc là nhắn tin bên Zalo nha. Máy bán ra bên mình có kèm cho anh em đầy đủ phụ kiện, cáp sạc tai nghe nha. Riêng iPhone thì không có tai nghe nha mọi người. Đầu tiên mình giới thiệu anh em đây là cây A71 nha, mình có màu xanh và đen, máy đẹp khen nha, 98% thôi. Hai cây này bên mình bán với giá là 5 triệu mốt nha, Samsung Galaxy A71. Con này là A51, A51 này thì RAM được 8GB nha mọi người, con này bán RAM 8, máy đẹp khen, bên mình bán với giá là 4,4 triệu. Galaxy Note 20 nha, Note 20 này thì hàng chính hãng, bên mình bán với giá là 11,3 triệu nha, Note 20, cũng còn bỏ hành chính hãng luôn. Cây này là cây Samsung A12, máy đẹp khen nha, A12 này thì RAM được bán RAM 6GB, con này bán RAM 6 nha. Bên mình bán cây A12 này với mức giá là... 3 triệu 250 ngàn Galaxy Note 10 cộng nha Hàng chính hãng Máy đẹp Bên mình bán với giá là 9 triệu 8 Mình có một cây này màu đen nữa nha Màu đen cũng 9 triệu 8 luôn nha mọi người Oppo A15 A15 thì bên mình bán với giá là 2 triệu 450 ngàn Oppo A15 RAM 3GB Máy đẹp khen nha Oppo Reno 4 nha Reno 4 này thì máy cũng còn tương đối đẹp 98 nha có trầy nhẹ cây này bên mình bán với giá là 4 triệu 250 ngàn nha mình có một cây Galaxy S20 máy đẹp khen hàng chính hãng đã hết bảo hành cây này bên mình bán với giá là 9 triệu rưỡi nha cái này cây Galaxy Note 10 cộng 5G nha sách tay Hàn Quốc con này có hỗ trợ 5G bên mình bán cái này với mức giá là 9 triệu rưỡi Oppo A52 nha mọi người, A52 đẹp khen 3 triệu 6 nha, A52 thì RAM là 6, bộ nhớ trong là 128GB Xiaomi Redmi Note 8 nha, Note 8 này thì chip 665, RAM là 4, bộ nhớ trong 128GB, con này bên mình bán với giá là 2 triệu 7 nha A71 đây, A71 thì mình có khá là nhiều luôn, hôm nay mình về được mở mấy cái A71 nha con này là con Oppo uh, A92 nha Máy đẹp khen mình uh, còn dán lưng nè A92 này thì bên mình uh, bán với giá là 3 triệu 8 Mình có Oppo A93 nha A93 màu đen như thế này thì bên mình bán với giá là 4 triệu Màu trắng bên mình bán với giá là 4 triệu 2 nha Máy còn đẹp lên Mình có con Xiaomi Redmi 10X nha mọi người, máy đẹp Ken 99, con này thì được cái màn hình AMOLED nha, con này thì nó chưa có tiếng Việt luôn, RAM 6GB. Bộ như trong 64 nha Cái này bên mình bán với giá là 3 triệu 7 Redmi 10X camera 48 chấm Xiaomi Redmi Note 10 nha Mình có 3 màu luôn Xanh Trắng và đen nha Redmi Note 10 RAM 6 bộ như trong 128GB Máy đẹp khen 99 luôn Con này bên mình bán với giá là 3 triệu 9 nha mọi người 3 triệu 9 thôi Xiaomi Redmi Note 9S nha Note 9S này thì RAM là 6 bộ như trong 128 nha Máy đẹp 9899 như thế này thì bên mình bán với giá là 3 triệu 7 Note 9S Vivo U10 nha Cô U10 này thì nó bị nứt kính nè U10 này bên mình bán với mức giá là 1 triệu rưỡi nha Vivo U10 Giá rẻ cho anh em chữa trái nha Nứt kính một xíu cho này nha mọi người Bên mình thì mình không có sửa chữa máy máy mình mua sao mình sẽ bán cho mọi người vậy luôn con này là Galaxy S9 nha máy sách tay là Hàn Quốc nha mọi người con này thì lâu lắm mà mới có đường cây chứ không có hàng Galaxy S9 nha Cây này bên mình bán với giá là 3 triệu 2 Máy thì cũng còn tương đối đẹp nguyên zin nha Galaxy S9 sách tay Hàn Quốc nha Xiaomi Mi 9 SE Cây này bên mình bán với giá là 2950 RAM 6, bình 164 Máy đẹp 97 nha, có trầy nhẹ Mi 9 SE Note 9S nha Note 9S này thì hơi trầy nhẹ nhẹ nha mọi người Tầm 97, 98 nha Bên mình bán với mức giá là 3 triệu rưỡi đây máy hơi dầm dầm nè 3 triệu rưỡi nha mọi người con à, nó 9s thì pin nó là khá là trâu bò luôn rồi tới nó 9R nha nó 9 rồi này thì ram 6 bình như trong 64 giá là 39 và ram 6 128 thì bên mình bán với giá là 4 triệu nha đây mình có hai màu nó 9 rồi nha nó 9 rồi với nó 9s thì giống hệt nhau nhưng mà khác nổi cái camera là nó 9 rồi là camera nâng cấp lên là được 64 chấm nha Oppo A53 đẹp khen 99 luôn còn dáng nè Đây lột ra còn đẹp quá luôn nha Oppo A53 nha Con này bên mình bán với giá là 3 triệu Oppo A9 2020 Con này cũng còn dáng lân luôn RAM là 3 bộ nhớ trong 64GB nha A5 2020 chứ A5 2020 nha RAM 3 bộ nhớ trong 64 Con này bên mình bán với mức giá là 2 triệu 7 nha Máy quá đẹp luôn đây là cây uh, Realme 5 nha Realme 5 này thì uh, RAM 3 bộ như trong số 4 Máy thì toàn tương đối đẹp 98, 97, 98 nha Có trầy nhẹ Cây này bên mình bán với giá là 2 triệu 150 ngàn Mình có một cây iPhone 7 Plus Hàng VN nha 32GB Cây này thì pin uh, 85 nha Màu đen Bên mình bán với giá là 4 triệu 7 triệu mình có một cây màu gold nữa màu gold cũng hàng VN luôn nha mọi người màu gold thì máy đẹp hơn 4 triệu 7 nha 32 gb VN hết nha mọi người cây màu gold thì pin còn 83 thôi cây màu đen thì pin còn 85 nha iPhone 11 Pro con này thì pin 88 máy thì nguyên zin luôn bên mình bán cái này với giá là 14 triệu nha 11 Pro 64 gb quốc tế nha mình có cái iPhone 12 cây này thì 100 cái này 64 gb thôi hàng VN pin 100% nha bảo hành dài tới cuối năm iPhone 12 bên mình bán với giá là 16 triệu 3 Realme C20 C20 bên mình bán với giá là 1 triệu 9 nha C20 máy thì còn rất là đẹp cái này là cái Realme 7i nha mọi người Realme 7i này thì bên mình bán với giá là 3650 camera 64 chấm RAM 8GB máy thì còn đẹp 98 nha đây này cây Realme uh, 6 y Realme 6 y bên mình bán với giá là 2 triệu 6 nha Máy đẹp kèn 99 luôn Mình có còn một cây Realme 5 y Realme 5 y nha Cây này RAM 4GB Máy đẹp 99 nha Bên mình bán với giá là 2 triệu 3 nha mọi người Vivo U10 nha U10 này thì uh, máy đẹp kèn Giá con này là 2350 nha 2 triệu 350 ngàn Vivo U10 Oppo A74 nha Máy đẹp Ken 99 luôn A74 này thì hàng chính hãng bảo hành dài Camera 48 chấm Con này màn hình AMOLED nha Màu sắc cực kỳ tươi và đẹp luôn A74 này bên mình bán với mức giá là 4 triệu rưỡi Samsung Note 10 Lite Note 10 Lite này thì sườn nó hơi dâm hơi xấu nha Cây này bên mình bán với giá là 5 triệu 3 Note 10 Lite màu bạc nha mọi người Cái này là cái Realme 5 Pro RAM 4 và như trong 128GB Con này thì vỏ hơi trầy nhiều nha Bên mình bán cái này với giá là 2 triệu 6 Mình có một cây Realme 5 Pro này đẹp hơn xíu nha Cây này bên mình bán với giá là 2 triệu 7 nha Realme 5 Pro Realme này là Realme C2 RAM 2GB Màn hình là con này 6.3 nha mọi người Bên mình bán cái này với giá là 1 triệu rưỡi Máy thì còn tương đối đẹp nha Nói chung là đẹp 97-98% đó cái này cái Realme 6 nha mọi người lưng nó chạy nhẹ thôi Realme 6 này thì RAM nó là 4.128 chip G90T nha Con này màn hình tới 90 Hz luôn Nên nó xài rất là mượt nha Bên mình bán cái này với giá là 3.1 triệu Cái này thì RAM 8.128 trong nha Bên mình bán với giá là 3.650.000 Realme 6 Realme 8 nha mọi người Đây máy đẹp kê nha Triệu 18 này thì mới ra thôi. Bên mình bán cái này với giá là 5 triệu 2. Điều 18 màu bạc nha. Oppo A91. RAM 8GB. Máy đẹp khen. A91 bên mình bán với giá là 3 triệu 6 nha. Oppo A31 nha. A31 thì nó còn dán này Nó còn đẹp len khen luôn. Đây con đẹp keng nha, không trầy xước gì nha. Con này là bản RAM là 6GB A31. Bên mình bán cây này với mức giá là 3 triệu nha. Oppo A93 nha, máy đẹp 98, cây này bên mình bán với giá là 4 triệu. Reno 4 Pro nha mọi người. Reno 4 Pro thì máy đẹp 99 luôn, bên mình bán với giá là 6 triệu nha. Xiaomi Redmi Note 9 con này là RAM 4 như trong 128, máy đẹp 98 nha. Giá là 2 triệu 850 ngàn. Samsung A21s nha, RAM 3 vừa như trong 32. Con này bên mình bán với giá là 2550, 2 triệu 550 ngàn nha. Oppo A7, RAM 4G nha mọi người, máy đẹp khen, giá là 2 triệu 1. Oppo A91 nha, A91 này thì sườn nó hơi dâm hơi trầy xíu nha cây này bên mình bán với giá là 3 triệu tư Oppo A91 máy đẹp khen A91 thì bên mình bán với giá là 3 triệu 6 cây này là cây uh, Oppo Reno 2F nha máy hơi trầy nhẹ mật lân thôi cây này bên mình bán với giá là 3 triệu 6 nha Reno 2F máy đẹp khen thì bên mình bán với giá là 3 triệu 8 đây Reno 2F nha Còn 2F này thì màn hình AMOLED văn tay trong màn hình RAM 8 nha Renault 4 nha mọi người. Mình có hai màu luôn. Renault 4 đây. Xanh và đen. Máy đẹp khen nha. Bên mình bán với giá là 4 ,3 triệu 3. Máy còn rất là đẹp nha. Cái này là Renault 5. Máy đẹp khen 99. 5 ,3 triệu 3. Renault 5 nha. 91 thì mình còn là khá là nhiều nha. Con này là con uh, Reno 3, Oppo Reno 3 nha, Reno 3 thì nó khác cái con A91 là cái camera nè, camera này con này là có zoom tới 10x nha, Reno 3 bên mình bán với giá là 3 triệu 650 ngàn nha, Oppo Reno 3. Hôm nay mình có một cây uh, Vivo V20 nha, chip 720G, máy đẹp khen, con này bên mình bán với giá là 4 triệu tư màu tím nha. A91 à, đây Con này là con Oppo A5 2020 nha Con này thì mặt lưng nó hơi trầy RAM 3GB Bên mình bán với giá là 2 triệu tư Giá này là tính bằng giá bỏ vỏ nha mọi người Xiaomi Redmi K30 Ultra nha Bên mình bán với giá 5 triệu 9 K30 Ultra thì con này chưa có tiếng Việt nha Máy đẹp khen 99 luôn Xiaomi Redmi 9T Redmi 9T thì mình có hai màu nha Đen và xanh Máy đẹp khen RAM 4G giá là 2 triệu 950 Redmi 9T nha Xiaomi Redmi Note 8 RAM 4G của nhớ trong 64 con này kính nó hơi chạy đây con này bên mình bán với giá là 2 triệu 3 nha Xiaomi Mi 9 màn hình AMOLED bàn tay trong màn hình màn con này nó hơi ám nhẹ nha nhẹ thôi chip 855 cây này bên mình bán với giá là 3 triệu 8 nha Redmi 19T thì mình còn mấy cây luôn còn 3 cây Redmi 19T nha Xiaomi Redmi Note 8 Pro RAM 6 bộ nhớ trong 128GB máy đẹp Ken 99 cây này bên mình bán với giá là 3 triệu 3 nha mọi người con này là con là một cặp Redmi Note 8 nha RAM là 4GB, bộ nhớ trong 64 Redmi Note 8 này thì bên mình mà con màu đen này Bên mình bán với giá là 2 triệu rưỡi nha Còn màu xanh này bên mình bán với giá là 2 ,6 triệu 6 Còn màu đen thì nó trầy nhẹ nhẹ cho xài ướt nha mọi người Nó hơi nhâm nhâm Oppo A15 có màu trắng đẹp kê nha A15 bên mình bán với mức giá là 2 triệu 450 ngàn Con này là con A52 A52 này thì nó sườn nó hơi dâm dâm nha A52 này bên mình bán với giá là 3 ,4 triệu tư Oppo F11 Pro nha Máy thì có hơi trầy Cái này bên mình bán với giá là 3 triệu 150 ngàn nha Oppo F11 Pro nha Con này sườn nó hơi dăm dăm nha mọi người RAM là 6 gb như trong 128 g Galaxy Note 20 Ultra Máy đẹp 98 nha Bên mình bán với giá là 15 triệu nha mọi người Galaxy Note 20 Ultra Vivo V20 V20 này thì máy đẹp 98 Bên mình bán với giá là 4 triệu 3 nha Còn máy đẹp khen thì bên mình bán với giá là 4 triệu 4 Vivo V20SE nha SE này thì RAM 8GB Máy đẹp khen 99 luôn Màn hình AMOLED vang tay trong màn hình nha V20SE này bên mình bán với mức giá là 3 triệu 7 nha mọi người Vivo Y20S nha Y20S này thì đẹp khen 99 luôn Mặt lưng đó là lưng nhám nha con này RAM 6 và nhớ trong 128 GB. Cây này bên mình bán với mức giá là 3 triệu mốt nha. Winmax Aritro, Aritro là camera trước ẩn dưới màn hình luôn. Không thấy camera trước đâu luôn nha. Màn hình AMOLED 6.39 inch full view, RAM 8 GB. Winmax Aritro bên mình bán với mức giá là 4 triệu rưỡi. Sony Xperia 1 Max 2 con này bản quốc tế hai sim nha, máy đẹp 98 Sony nha. Cực kỳ hiếm luôn, bên mình bán với giá là 13 triệu. Vivo i12s RAM 4 GB trong 128 đẹp len 99 nha. Cây này bên mình bán với mức giá là 2 triệu 6. Vivo V20 V2, RAM 4 GB trong 64, bên mình cũng bán với giá là 2 triệu 6 nha, máy đẹp ke. Hôm nay mình có một cây Vinmax cái này Vinmax Joy 4 nha, RAM là 4 mà trong 64 GB. Con này thì sườn nó hơi dăm hơi xấu nha, con này vỏ xấu luôn á. Cái này thì mình bán giá rẻ cho anh em nào chiến game nha. Con này thì uh, chip là Snapdragon là 6 uh, 65 pin được 5 000 nha. Trong tầm giá thì mình nói thật sự không có con nào mà xứng đáng để để chọi với con này nổi nha mọi người. Con này thì bên mình sẽ bán cho mọi người với mức giá là 1 triệu 8 nha. 1 triệu 8. Cây này thì mình chỉ bao test cho anh em một tuần nha. Máy nguyên zin vỏ hơi xấu nha pin mắt rồi 4 ram 4 nha con này đẹp khen thì bên mình bán với giá là 2 triệu 2 pin max rồi 4 ram 4 Boco phone Boco M3 nha con này bản 128g ram 4g máy đẹp 99 Boco M3 này thì bên mình bán cho mọi người với mức giá là 2 triệu 9 nha 2 triệu 9 cái này là cây này làm có hai cây Poco X3 con này X3 máy đẹp Ken 99 nha màu đen thì 64g và màu xanh là 128g nha mọi người màu đen giá là 3950 màu xanh là 4 triệu mốt nha Poco M3 máy rất là đẹp luôn con Poco M3 này thì màn hình là Full HD RAM là 6 gb bộ nhớ trong là 64 còn màu xanh thì RAM 6 bộ nhớ trong 128 camera chính con này là tới 64 chấm nha màn hình Full HD Poco thì nó chạy Android là hầu như là thần Google nên rất là mượt luôn nha Hôm nay thì mình có một số máy giới thiệu mọi người Anh em nào có nhu cầu muốn mua bán hay giao lưu trao đổi điện thoại liên hệ bên mình nha mọi người Bên mình bán hàng thì bảo hành cho mọi người là 3 tháng một đổi một Nếu có trục trặc gì mình sẽ bảo hành cho mọi người là đổi là lỗi là sẽ được đổi máy nha Bên mình thì bán hàng thì tình trạng như thế nào thì mình sẽ nói rõ hết với mọi người luôn Còn nào đã sửa chữa hay gì thì mình sẽ báo rõ hết luôn Mà hầu như là mình chỉ bán máy zin thôi nha còn máy mà đã sửa men rồi thì mình không có bán Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi video của mình Nhớ cho mình một like, share, chia sẻ, ủng hộ shop của mình nha mọi người